Thành phố Yangon lớn nhất của Myanmar bắt đầu chuyển một sân bóng đá thành một bệnh viện dã chiến để chữa trị bệnh nhân COVID-19 hôm 15 tháng 9, trong lúc lây nhiễm trên toàn quốc tăng mạnh. Ba bệnh viện tại Yangon đã được chuyển sang chữa trị đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 kể từ tháng 3. Bệnh viện dựng tạm này được chấp thuận thiết lập sau một đợt gia tăng các ca nhiễm mới tại hai bang Sichuan và Rakhine ở miền bắc nước này. Theo ông Kong Miaso, người đứng đầu bệnh viện dã chiến, cơ sở mới có thể nhận tổng cộng 416 bệnh nhân. Tới ngày 15 tháng 9, Myanmar báo cáo có tổng cộng 3.299 ca virus corona. Tuần trước, chính phủ ban hành lệnh ở nhà. Các hãng máy bay và xe buýt cũng ngừng các dịch vụ ra vào thành phố.